Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục EB6 Language Focus, trọng tâm ngôn ngữ. Ở phần này thì chúng ta sẽ học về past simple thì quá khứ đơn, affirmative dạng khẳng định, past time expression là những cái cụm từ chỉ thời gian trong quá khứ hay còn gọi là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Sau bài học này thì em hoàn toàn có thể hỏi và trả lời về những sự kiện trong quá khứ. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên, past simple affirmative. Thì quá khứ đơn dạng khẳng định. 1. Look at the examples and complete rules 1, 2, 3. We have got, I have got. Hãy nhìn vào những ví dụ và hoàn thành cái quy tắc từ 1 đến 3 với cái từ have got có nghĩa là có và haven't got có nghĩa là không. Ở đây chúng ta hãy cùng nhìn về ví dụ compete regular. Từ compete là động từ nguyên thể có nghĩa là thi đấu và đây là một động từ có quy tắc. Một động từ có quy tắc. Ở đây chúng ta nhìn ví dụ I competed in the Olympics. Tôi đã thi đấu trong kỳ thi Olympics. They competed in the X Games. Họ đã thi đấu ở trong cuộc thi X Games. Ở đây chúng ta có từ số 2 là từ win. Từ này là từ bất quy tắc. Bất quy tắc thì em phải tra cột 2 trong bảng từ bất quy tắc và mình gặp được lòng. She won an X Games medal. Cô ấy đã giành được một cái huy chương trong cuộc thi X Games. We won at the X Games. Chúng tôi đã chiến thắng ở cuộc thi X Games. Vậy ở đây chúng ta lưu ý là đây cái win là từ bất quy tắc, động từ bất quy tắc thì quá khứ đơn của nó là won nhé, là won. Vậy chúng ta cùng đến phần rules là phần quy tắc. 1. Regular verbs past time forms ending in ed. Những cái động từ có quy tắc thì thẳng có hay là không có cái dạng thức quá khứ kết thúc bằng đuôi ed thì có. Ở đây chúng ta sử dụng là have got. Có quy tắc thì tương tự như từ compete. Number 2, irregular verbs past time passive forms ending in ed. Những cái động từ bất quy tắc dạng thức quá khứ kết thúc bằng ed thì những cái từ này không có và mình sẽ phải học thuộc lòng nhé. Haven't got. Number 3, verbs in the past simple, the same form for I, you, he, she, it, we, they. Những cái động từ của thì quá khứ đơn có cùng dạng thức cho tất cả các chủ ngữ thì ở đây là có cùng nhé. Chủ ngữ nào thì chúng ta cũng sẽ chia cái động từ bất quy tắc như vậy thôi. Động từ bất quy tắc hoặc là có quy tắc của thì quá khứ như vậy thôi, cũng bổ sung. Number 2, read the strategy, study strategy. Then complete the young sports superstars. Text with the past simple form of the verbs in blue. Hãy đọc cái chiến thuật học tập, sau đó hoàn thành cái bài khóa về những siêu sao thể thao trẻ tuổi với dạng thức động từ thì quá khứ đơn màu xanh. Chúng ta cùng đến với phần chiến lược học tập nhé. Learning irregular verbs. It's important to check the past simple forms of verbs and learn the irregular ones. Put the verbs in groups of 10 and try learning a different group every week. Thật là quan trọng để kiểm tra cái dạng thức quá khứ của những cái động từ và học những cái bất quy tắc. Hãy đặt những cái động từ theo nhóm 10 cái một và cố gắng học mỗi nhóm một tuần một nhóm khác nhau. Ở đây chúng ta hãy cùng đến với cái phần bài khóa về Young Sport Superstars, những siêu sao thể thao trẻ tuổi. Đầu tiên là về bạn Phan Thị Hà Thanh đến từ Việt Nam và Martin Odegaard đến từ Na Uy. Phan Thị Hà Thanh started. Từ start có quy tắc chúng ta thêm đuôi ed nhé. Gymnastics when she was 6, she went to an athletic training center in Hải Phòng. In 2011, she was the first Vietnamese gymnast who won a world medal for Vietnam, and she competed in the Olympic Games in 2012 and 2016. Competed. Phan Thị Hà Thanh bắt đầu thể dục dụng cụ khi mà 6 tuổi. Cô ấy đã đi đến trung tâm đào tạo về điền kinh ở Hải Phòng. Vào năm 2011, cô là cái vận động viên Việt Nam đầu tiên đã giành một huy chương vàng thế giới cho Việt Nam và cô đã thi đấu ở trong Thế vận hội Olympic vào năm 2012 và 2016. Martin Odegaard from Norway
became a professional footballer at 15 and scored red goals for his club. Became. Became là bất quy tắc, nhưng mà đến từ scored, nó có quy tắc, chúng ta sẽ đọc là scored. Bởi vì là có chữ E rồi, chúng ta chỉ cần thêm đi thôi. He first played international football before he was 16. Played. Lần đầu tiên anh ấy đã chơi bóng đá quốc tế trước tuổi 16. A lot of famous clubs were interested in him and he trained with some of them. Trained là đã tập luyện. Finally, in 2015, Real Madrid gave him a contract. Cuối cùng vào năm 2015 thì cái đội Real Madrid đã ký hợp đồng với anh ấy. Rồi, ok. Number 3, pronunciation, ED ending. Listen and repeat the words. Which letters come before the ED ending in list 3? Phát âm, cách phát âm đuôi ED với những cái động từ thì quá khứ đơn có quy tắc. Hãy nghe và lặp lại các cái từ. Cái chữ cái nào đứng trước cái đuôi ED ở cái danh sách số 3. Ở đây chúng ta có wanted, practiced, thực hành, watched, đã xem. Number 2, the, traveled, đã đi du lịch, played, the, đã chơi. Number 3, it, started, decided, đã bắt đầu, đã quyết định. Thế nên các em sẽ nhìn xem là cái danh sách số 3 thì cái chữ cái mà đứng trước cái đuôi ED đó là chữ tờ và chữ đờ. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. T and D. Vậy thì tất cả những cái từ mà kết thúc như thế này đúng nào thì chúng ta sẽ phát âm trước khi thêm đuôi ED thì cái đuôi ED đó sẽ được phát âm là it. Past time expressions. Những cái cụm từ chỉ thời gian trong quá khứ. Number 4, look at the examples and answer the questions. Hãy nhìn vào những ví dụ và trả lời các câu hỏi. Number 1, how do you say the words in blue in your language? Bạn nói những cái từ màu xanh trong ngôn ngữ của bạn như thế nào? Number 2, do you put a go before or after a past time expression? Chúng ta sẽ đặt cái từ ago trước hay là sau những cái cụm từ chỉ thời gian. Chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ trước nhé. He first competed when he was 12. Anh ấy đã thi đấu lần đầu khi mà anh ấy 12 tuổi. She last competed in 1981. Cô ấy lần cuối cùng thi đấu năm 1981. He was on this program 2 years ago. Cách đây 2 năm, anh ấy đã xuất hiện trên chương trình này. Vậy đây chúng ta có từ màu xanh là từ first. Từ first có nghĩa là đầu tiên. Từ when he was có nghĩa là khi anh ấy như thế nào đó. Từ tiếp theo là từ last có nghĩa là cuối cùng. Và ago có nghĩa là cách đây. Rồi, key phrases, những cái cụm từ chính để chỉ thời gian trong quá khứ. Đây là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn các em nhé. Dấu hiệu nhận biết là như thế nào? Ví dụ cô có thể hiện tại đơn thì dấu hiệu nhận biết là các trạng từ chỉ tần suất. Ví dụ là always, never, sometimes, usually, every. Còn thì hiện tại tiếp diễn cô có các cái dấu hiệu, ví dụ là now, at the moment, at present. Được chưa? Còn đây là những dấu hiệu của thì hiện tại thì quá khứ đơn. Chúng ta cùng đến với dấu hiệu nhé. Phần nhận diện dấu hiệu vô cùng quan trọng. Bởi vì em có thuộc, em có nắm được dấu hiệu thì em mới xác định được thì. Và khi đó chúng ta thực hiện các cái bài tập liên quan với chuẩn được. Last Tuesday, thứ ba tuần trước. Last weekend, cuối tuần trước. Last week, tuần trước. Last year, năm ngoái. Last August, tháng trước, tháng 8 trước. Vậy thì dấu hiệu là từ last. In August, vào tháng 8, đúng nào, tháng 8 đây là tháng 8 quá khứ nhé. In 2014, vào năm 2014, đã xảy ra rồi. On Friday, on Sunday, vào thứ 6 và chủ nhật. When I was 10, khi tôi 10 tuổi. 10 minutes ago, cách đây 10 phút. 2 weeks ago, cách đây 2 tuần. A month ago, cách đây 1 tháng. Number 5, use it, vận dụng, write sentences.
Ở đây chúng ta cô còn thiếu một ý nữa là ý thứ hai em nhé. Do we put a goal before or after a past time expression? Thì chúng ta sẽ trả lời là we put. Cái từ a goal ấy nó sẽ đứng sau những cái từ chỉ thời gian em nhé. À, cụ thể là đây chúng ta sẽ nói là thời gian trước này 10 minutes sau đó mới là a goal. Put a goal after a past time expression. Number 5, use it. Write sentences using the past simple and the key phrases. Then compare with other people in the class. Are any of those sentences the same? Hãy viết các câu sử dụng từ quá khứ đơn và những cái cụ ở trên. Sau đó hãy so sánh với người khác trong lớp. Có bạn nào trùng nhau không? Thì cái phần so sánh chúng ta sẽ tùy theo thực tế lớp học của mình nhé. Ví dụ đây người ta có I last play sport. Dạng này chính là chia động từ và chúng ta bổ sung thêm cái thông tin. Thì mình sẽ chia là I last played sport on Saturday. Tôi đã chơi bóng đá, chơi thể thao vào thứ bảy. Number one, I first watched the Olympics. Ở đây cô sẽ thêm là last year, năm ngoái chẳng hạn. Được chưa? Cái này em thêm tùy ý thôi nhé. Number two, I last did my English homework for 10 minutes ago, cách đây 10 phút. Number three, I first came to this school when I was 6. Four, I first swam, quá khứ của swim là bơi lội, in a pool on Sunday. Number five, I last saw a good film in 2000. Finished. Write two and four statements about your life. Use the verbs on this page. Hãy viết những cái lời khẳng định đúng hoặc là sai về cuộc sống của bạn. Sử dụng những cái động từ trong trang này. Được chưa em? Vậy chúng ta hãy cùng sử dụng thì quá khứ đơn để viết nhé. One, I traveled many countries in the world in 2020. Tôi đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới vào năm 2020. Câu này là sai bởi vì dịch Covid. Number two, I last played sport on Saturday. False. Number three, when I was two years old, I played football. False. Number four, I did my English homework 10 minutes ago. True. Number five, I practiced my English pronunciation yesterday. Câu này 2, okay. Our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài hôm nay của chúng ta dạng khẳng định của thì quá khứ đơn vô cùng hay và vô cùng quan trọng. Các bạn hãy ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho những bài thi sắp tới. Hẹn gặp lại các em.